Hello anh em, chào anh em trở lại với cái kênh mình nha Hôm nay thì mình sẽ vào đây Chơi game bài đối tưởng con game game Bicot Đây là game đổi thưởng theo một, một nha Nó đổi tượng của item một một mô thể cào anh em ơi Thì vốn mình hôm nay năm 56 ấy Thì mình mình thường vào đây chơi tiến lên nano Big Boss này Thì khá là nhiều anh em biết con game này được đúng không Thì hi vọng hôm nay nó cho mình ăn thôi anh em Đừng cho to là được Mình sẽ chơi bàn 50 ngàn anh em ơi Đây rồi đây rồi, có người chơi Ôi dối, vốn bọn toàn to bự đi anh em kìa mình sợ mình thua thôi chứ như... Ây da, có thể về nha Bài mình ván này có thể đẹp anh em ơi Đẹp biết có về được không Như ván bài như thế này là đẹp đấy anh em Đẹp đấy nha, không phải xấu đâu nha Quá đẹp luôn đấy Nhưng mà sợ ăn được đó không thôi Và khi mà em đánh con đêm bài được thường Bất kỳ con game gì ấy Thì anh em đừng có tham ăn to Với cái nữa. Các bạn nhiều lúc các bạn cứ nghĩ đó là Ngày em nói anh em phải ăn chục mê Vài chục mê nhưng mà anh em đâu biết rằng ấy nó anh em ăn vài mê nó to rồi anh em thử đưa 500 ngàn ra mua một cái gì đó đi nó to rất to luôn anh em ơi rất gì là to luôn nha nhưng mà ví dụ anh em mà thắng được vài mê ấy, ở trong game ấy, anh em thấy nhỏ nhưng mà anh em đâu biết rằng là khi anh em đưa vài mê đó anh em ra mua một cái bất kỳ thứ gì ấy thì nó rất to anh em ơi nên nhớ cái điều đó cho mình nha ui rồi vẫn đánh được đôi chín kìa ngon đấy nó không có thì đẹp ấy Ui nó đôi ca chịu rồi Nó đánh gậy đi đừng có đánh đôi nữa nha ba hai thì chắc chắn mình về rồi Thế là ngon rồi anh em Vốn mình 5 triệu 6 đấy anh em nha Đấy Nói chung là như thế này là mình đã được một hai uh, 200 ngàn đấy anh em Bát. Ba... ui Thằng này nó tối đu... ai đấy anh em <laughs> Vấy đạn thật đấy mình bị ốm nhưng mà vẫn bình luận cho anh em xem cho vui nhé bài ván này xấu rồi nha bài ván này quá xấu rồi bài ván này xấu quá bài ván này thì chạy được con nào hay con đó anh em ơi bởi có những ván đấy là anh em đéo thể về được anh em ơi có những ván anh em phải xác định em không thể về được thì em chạy được con nào hay con đó đấy anh em rồi đôi hai thì chịu rồi đôi hai thì đỡ đi nó đánh đôi hai nữa đẹp Ôi rồi quy gá thế chịu Kiểu quy rô là thôi Nó đánh con tốc cao cao đi Để đỡ nó lòn đi Nó sao có hai nữa anh em ạ à. Rất cao rồi Rất cao nó có hai nữa mà xem Nó biết ngay mà Anh kiểu này mình đoán là nó có hai rồi đôi bảy này phải đánh đôi bảy tôi biết làm sao giờ anh em ơi mày lúc này mình chưa đánh bảy anh em ơi đánh bảy nữa ôi rồi ôi nó còn có ấy kìa còn nó hai kìa anh em ơi cái gì vậy chơi mình đoán nó đéo có hai rồi đấy đằng nào mình đéo về được anh em ạ ôi bán này mất hai trăm rồi đèn thế nhỉ lo đấy anh em ơi đéo phải đơn giản đâu không phải dễ ăn gì nó đâu anh em sáu bảy tám luôn đi bài bán này xấu quá cũng không, không 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 phải xấu quá nhưng mà không được đẹp đấy em mình thấy đánh con game này nó mình đéo cần tính là nó còn bao nhiêu con mà mình chỉ nó hiện sẽ hiện luôn đấy má nó kìa ván này thua to rồi anh em ơi Đờ mơ nói trước kìa Thôi Bàn này xui rồi anh em ơi Bàn này xui rồi ra đánh game khác thôi Con bài poker đi nào Con bài poker này mình không khuyến khích anh em đánh nhiều rồi nha Bởi vì đánh con bài poker này nó anh em lên thì lên, lên rất nhanh Nhưng mà một cái nó em xuống rất nhanh anh em ơi Cái gì có hai mặt của nó thôi anh em ạ Đánh con bài poker này anh em đánh lâu lâu anh em mới vào đánh thôi Thì đánh một cái anh em rất dễ bị xuống ấy Xuống cái này anh em rất dễ ra đạo đấy anh em nha Má nó kìa anh em ơi đây này Ủa đánh nhỏ nhỏ rồi 500 thôi anh em ơi à, lúc này đánh to 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 sợ vãi đạn đấy run luôn đấy anh em đéo đơn giản đâu à, nó kìa chùa nó đéo về kìa đây rồi về ván ấy chứ đéo lên nó cho đéo về vãi được run luôn này anh em má nó kìa đây rồi má quy ra át kìa anh em cái đéo gì vậy trời quy ra đấy chịu ấy 3 bảy ra ba, quy ra đã chịu rồi đây rồi họ đánh tin nên nam tiếp bởi vì con game này mình đã thắng được cái là mình ra đánh game khác thôi bởi vì con game các bạn nhớ rằng nè ôi rồi con gái nó không đánh anh em kìa đeo đơn giản đâu tưởng mấy đấng đàn ông như anh em mình đánh như... gái gú nó đánh hết anh em ạ Không theo anh em ơi. Mình theo là khó về lắm. Đánh bây từ từ thôi anh em ạ. Bình tĩnh thôi. Vội vàng đéo bắt được nó đâu. Ôi dạ tình hình này dễ toàn rồi. Đừng nói về luôn nha. Khó bài Vài vật này khó nha. Anh quy hai luôn đi. liều nha anh em ơi ừ, nó nếu có thì quy gán về rồi ấy. ngon rồi anh em nha ngon này đấy Trời ơi 78 đấy kìa thắng rồi đấy thắng to rồi đấy Thắng to rồi đấy anh em Thắng to rồi đấy Vẫn ván cuối này Vẫn này ván cuối này thắng thua gì cũng nghĩ này ba này Bán bài này đẹp đấy Đẹp đấy anh em Đẹp đấy, đẹp đấy Ai, nếu rõ hay hai rô là mình đéo đánh Cho nó đánh đi đấy, nó, nó đéo đánh thì thôi Mình có thể về thôi Khả năng cao là về đấy anh em Thế thôi anh em, cần gì nhiều đâu Em chơi ấy, thì ăn ấy là ngon rồi Đừng có tham khi đéo nào ăn to Anh em ăn to ấy Thì khả năng cao anh em ra đạo là khá là nhanh thôi anh em ạ à. Nghĩ anh em ơi, nghĩ nha 88 vốn mình bao đầu bao nhiêu anh em ơi Thoát thôi Vốn mình ban đầu bao nhiêu 56 Tình mình đã lên 88 rồi Thì ít ra là mình đã thắng tầm 32 rồi anh em ơi Thế nó quá là ngon rồi anh em ạ à. Khi thắng thì hãy rút hết cho mình đi Thế là ngày mai các bạn chơi các bạn tính tiếp Các bạn đừng có để vào đó là Nhiều chiều khi các bạn ngứa tay các bạn vào chơi ấy nha yeah. thôi Thôi video này tốt nha Và anh em Mình mình chơi chủ yếu là Kiếm vài mê mỗi ngày hoặc là mình mất thôi chứ anh em đừng có bao giờ và xác định là khi nào cũng được luôn được nha thôi video này tốt bye bye anh em